cô chú anh chị và các bạn coi nè. Em ngồi em đánh trứng. Đây để mày đánh cho. Ừ, để mày đánh cho chút tới lượt con. À, em đánh trứng nè, đó anh. Có đầu bếp đứng kế bên nè. Hai đi con, hai, hai mọi người đi. Hai. Chưa, để mày đánh cho, để mày đánh. Con nó giành đó mọi người thấy không? Thấy nó giành không? Em đánh mà nổi bọt lên cái bắt đầu nó đánh cho nó chìm bọt xuống không à. Rồi nè, đó đánh đi. Đó. Đó, đầu bếp phải không? Đó, thấy chưa? Thấy đầu bếp của em chưa? Ghê chưa? Rồi, nghe chưa đưa mẹ? Đây. Rồi. Rồi chưa? Rồi, đi đây. Rồi, nè, đánh đi. Ôi, mẹ coi đánh rồi mẹ, mẹ. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, dằn lên đi. Cười. Nó cười. Dằn lên cái này nó cười. Thôi, 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 đứng, 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 đứng. Dằn tùm lum mình. Rồi nè, 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 đây nè, nè. Rồi. Rồi, đánh đi. Rồi, đưa mẹ. Đưa mẹ, đưa mẹ, mẹ đánh. Rồi. Nè nó gần lên bọt rồi ha. Rồi. Rồi, bắt đầu mày đổ đường vô nè. Nổ. Rồi nè, đánh đi. Rồi, đánh đi. Bà ngoại ơi, mốt lớn lên cho đi làm đầu bếp được rồi ngoại ơi. Rồi, đây đứa mẹ, đứa mẹ, đứa mẹ, đứa mẹ, được rồi, được rồi. Ừ. Con giỏi của ta, bữa nay hình gì làm bánh hả ngoại? Bánh này là bữa nay hình gì làm đó nha. Rồi nè. Ê, nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ. Nhẹ, ừ, ừ, nhẹ thôi, ừ, đúng rồi, nhẹ thôi. Rồi, quay lên. Rồi, quay lên. Ừ, đầu bếp à, rồi chưa? Rồi, được rồi, đến đây. Được rồi, được rồi. Ừ, để mẹ đánh chút. Mẹ đánh chút rồi mẹ đưa cho con. Rồi nè, đó, con đánh đi. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Ừ, nhẹ nhẹ thôi. Nè con đánh gì nè. Ừ, đó, rồi nhẹ nhẹ thôi nha. Nhẹ thôi. Rồi, đánh lên. Rồi, đưa mẹ, rồi, xong rồi, đưa mẹ. Rồi, tới con hả, rồi, tới con. Nè. Làm đi lịa chứ. Làm đi lịa hết rồi ngoại ơi. Rồi đánh lên. Rồi đưa mẹ đánh lên. Rồi đưa mẹ. Nè, nè ừ, con cầm nè con đổ đi. Nè rồi con đổ vô. Rồi. Thấy không bà ngoại? Thấy tao phụ bếp giỏi không ngoại? Thấy chưa? À, người ta đi làm bếp đậu bếp được rồi đó ngoại. Rồi nè. Rồi đổ không rồi đổ rồi xong đổ vô rồi đánh lên mạnh lên. Được chưa? Rồi xong rồi đưa mẹ. Đổ vô hả? Trời ơi đổ vô kìa ngoại. Rồi ok bỏ bột vô. Không có cái gai vậy đi. Làm luôn. Rồi đưa đây. À con quậy đi con quậy đi. Rồi con quậy đi.
Quậy nè, ừ, quậy quậy rồi. Ừ. Bây giờ mọi người xem nè, anh Ghi nó nấu bánh, nó mời đãi tất cả cô chú anh chị ăn nha. Ừ. Khoan để mẹ đảo cho, tới lượt mẹ. Ừ, tới lượt mẹ mà. Ừ. Tới lượt mẹ làm mà. Thiếu bột rồi. Thiếu bột rồi, rồi nè, tới lượt con nè. Đó, rồi đánh đi. Rồi, đi đây, đi đây. Rồi, được chưa? Trả đây. Rồi. Để đi lấy bột thêm. Anh làm bếp xong rồi, là bây giờ anh bị lấy cái tô đi trả theo. Dạ. Và bây giờ là tiết mục xẻ gà. Con gà đã được nằm trên máy nướng 2 tiếng đồng hồ và bây giờ nó đã được đem ra và phân thay. Cắt xem thử coi ở trong nó sẽ chín hay không nha mọi người. Con gà này cỡ 5 kg mấy á. Ướp gia vị nó xong cái bắt đầu mổ ruột nó ra, nhồi thịt ở trong. Trong đó nó có bầm, rồi nóng mèo, rồi cái gì? Và có bún tàu trong đó nữa. Bây giờ mình sẽ ra mình kiểm tra xem nó đã chín chưa nha mọi người. Nhưng mà mình nghĩ nó chín rồi. Nước 2 tiếng đồng hồ mà sao không chín nổi. Người còn chín đúng rồi chứ gà. Wow, các bạn xem nè, wow, đỏ luôn không? Ứng đỏ luôn, wow, wow, hấp dẫn quá. Wow, bắt đầu chuẩn bị đồ chua ha, dưa leo ha, rồi miếng muối